chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh vắng ngắt, trung tâm thương mại giảm giá vẫn ế dài. Tiểu thương chợ truyền thống bày hàng hóa ngập lối đi, cửa hàng trong trung tâm thương mại giăng bảng giảm giá đỏ rực nhưng vẫn vắng khách mua. Đây là tình cảnh kinh doanh của những tháng cuối năm hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin báo Tiền Phong, ngày 31 tháng 10, tại trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, chợ An Đông, quận 5, tiểu thương ngành hàng quần áo thời trang bày hàng ngập lối đi. Đây là khu chợ chuyên bán sỉ nên giá cả rất mềm, từ khoảng 100.000 đồng một sản phẩm. Chúng tôi bán lẻ cũng theo giá sỉ, quần áo chủ yếu hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất, hàng hóa bao mặt, bao đổi trả, chị Tâm, tiểu thương chợ An Đông cho biết. Tuy hàng hóa phong phú nhưng khách đến chợ mua sắm khá thưa thớt, nhiều quầy sạp, tiểu thương buồn tên ngồi buôn chuyện hoặc lướt điện thoại cho hết ngày. Nhiều hôm không bán được một sản phẩm nào, chợ ngày càng vắng, một tiểu thương thở dài nói. Nhiều quầy hàng đóng cửa nghỉ bán hoặc treo bảng cho thuê, sang sạp kèm số điện thoại để khách tiện liên hệ. Theo các tiểu thương, hàng hóa ở chợ đang chịu nhiều áp lực từ siêu thị, cửa hàng, người kinh doanh online. Giờ thêm cú bồi hàng hóa giá rẻ từ nước ngoài đưa trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử, nên bán buôn càng khó khăn hơn. Trước đây khoảng vài năm, thời điểm này các quầy hàng đã bắt đầu mùa bán hàng Tết, nhưng nay im lìm, hàng hóa ế chỏng chơ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 233 chợ, trong đó có 3 chợ đầu mối và 230 chợ truyền thống, với tổng 221 trên 230 chợ đang hoạt động. Theo thống kê, hiện nay lượng khách đến chợ truyền thống giảm 20-30% so với thời điểm trước dịch và giảm 30-50% so với thời điểm năm 2019. Trong đó, khách mua sắm đối với ngành thực phẩm giảm 10-30%, ngành hàng vật liệu, phụ kiện máy móc giảm 20-40%, ngành hàng tạp hóa, quần áo, giày dép giảm 50-70% so với thời điểm trước dịch bệnh COVID-19. Trước đây, ban quản lý tại nhiều chợ ở thành phố Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn hướng dẫn tiểu thương bán hàng bằng cách livestream, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Thế nhưng đến thời điểm này, số thương nhân tận dụng chuyển đổi số để kinh doanh không nhiều, đa số phản hồi không có hiệu quả bởi giá cả cạnh tranh, tốn chi phí chạy quảng cáo, không có nhân sự thực hiện, v.v. Một số sạp hàng kiên trì bán online bằng cách livestream trên chính trang mạng xã hội của mình. Đơn cử như sạp hàng Thái Trang tại chợ An Đông vẫn đều đặn livestream giới thiệu sản phẩm vào mỗi buổi chiều để tìm khách. Khu vực bánh kẹo trên lầu của chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa ngập lối đi nhưng chỉ có người bán, vắng hẳn người mua. Theo ban quản lý chợ Bình Tây, chợ có khoảng 2.000 quầy sạp, số lượng sạp tạm ngưng kinh doanh khoảng 500. Ngay cả thực phẩm thiết yếu như rau củ, thịt cá cũng giảm lượng khách, giảm số lượng hàng bán ra. Người dân thắt chặt chi tiêu, trong khi giá cả leo thang nên chợ vắng khách nhiều lắm. Chúng tôi cũng không dám nhập hàng nhiều, bán không hết là lỗ vốn nên chỉ nhập đủ bán trong ngày. Chị Hồng, tiểu thương ngành hàng rau củ quả bộc bạch. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, tiểu thương hàng trái cây chăm chút từng mặt hàng để hút khách mua. Tuy nhiên, lượng khách không khá hơn bao nhiêu. Trái cây ở đây đa số là hàng loại 1, chủ yếu khách mua để biếu tặng, bày bàn thờ. Các cửa hàng ở trung tâm thương mại như Diamond, Vivo City cũng không khá hơn. Dù không phải dịp lễ Tết nhưng nhiều cửa hàng vẫn trưng bảng giảm giá ngay lối đi để kéo khách. Một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng ở quận nhất giảm giá 50% hầu hết các mặt hàng nhưng gần như vắng bóng khách xem hàng. Hàng hóa đẹp, chất lượng nhưng khá cao, từ 1 triệu đồng một sản phẩm càng khiến người tiêu dùng chùng tay. Nhiều sản phẩm giảm giá 50% hoặc đồng giá 399.000 đồng nhưng chỉ có một khách xem hàng. Sau đó người này cũng không mua. Thu nhập giảm nên tôi chấp nhận chọn mua quần áo no name, không thương hiệu để có giá rẻ hơn, người này cho biết. Thị trường thời trang cuối năm ế ẩm, tiểu thương chật vật tìm khách. Những ngày cuối năm, ngược lại với nhịp sống sôi động của phố phường Hà Nội, các cửa hàng thời trang lại rơi vào tình cảnh vắng vẻ chưa từng có. Từ những quầy hàng nhỏ ở các chợ truyền thống đến những cửa hàng lớn trong các trung tâm thương mại sầm uất, hình ảnh các tiểu thương ngồi chờ khách,
đã trở thành khung cảnh quen thuộc trong mùa mua sắm năm nay. Ghi nhận của phóng viên báo Công Thương tại chợ cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, một khu chợ truyền thống với nhiều tiểu thương kinh doanh quần áo đủ loại, từng là nơi tấp nập người mua kẻ bán mỗi dịp cuối năm. Nhưng mùa đông này, vòng quanh chợ bao trùm bởi dáng vẻ điều hiu khi lượng khách ghé thăm quá ít. Những tiểu thương thường bận rộn với việc tư vấn, gói hàng, nay lại ngồi trò chuyện, thở dài trong sự mòn mỏi. Chị Hoa, một tiểu thương bán quần áo tại chợ cổ Nhuế, than thở. Bình thường vào thời điểm này trong năm, khách đến mua đồ cho mùa đông nhiều lắm. Năm trước tôi phải thuê thêm người phụ bán, bận rộn từ sáng đến chiều tối, nhưng năm nay khách giảm nhiều. Dù đã giảm giá hết mức nhưng cũng chỉ lác đác vài người đến xem, chủ yếu hỏi giá xong rồi bỏ đi. Theo chị Hoa, giá cả của nhiều mặt hàng thời trang tại chợ đã giảm sâu để thu hút khách. Một số tiểu thương đã chọn cắt giảm lợi nhuận, tìm nguồn hàng rẻ hơn, thậm chí là bán dưới giá vốn để cầm cự qua mùa đông. Các loại áo khoác từng có giá từ 500 đến 800 ngàn đồng, nay giảm xuống còn khoảng 300 đến 400 ngàn đồng. Quần jean hay áo len thường bán với giá khoảng 300 đến 400 ngàn đồng, nay chỉ còn 150 đến 250 ngàn đồng. Tuy nhiên, dù giảm giá đến mức khó có thể thấp hơn, nhiều tiểu thương vẫn ngậm ngùi chứng kiến cảnh vắng khách, khi người mua vẫn thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các nhu cầu thiết yếu hơn. Nỗi lo về doanh thu giảm mạnh khiến chị Hoa và các tiểu thương khác không khỏi lo lắng cho cái Tết sắp tới. Tình trạng ế ẩm không chỉ xuất hiện tại các chợ truyền thống mà còn ở cả những trung tâm thương mại sầm uất như Lotte Center, Vincom Nguyễn Chí Thanh. Dọc theo các hành lang được trang trí rực rỡ với đèn nháy và cây thông Noel, các cửa hàng thời trang lớn nhỏ đều đồng loạt trưng biển khuyến mãi giảm giá. Các thương hiệu nổi tiếng còn tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1 hoặc giảm giá đến 90%, nhưng số lượng khách hàng đến mua sắm vẫn giảm sút rõ rệt. Quản lý một cửa hàng thời trang ở Lotte Center cho biết, thời điểm này những năm trước, cửa hàng luôn kín khách, thậm chí còn phải xếp hàng để thử đồ. Nhưng giờ, dù đã tung ra khuyến mãi lớn, lượng khách vẫn rất ít. Nhiều người vào chỉ ngắm, chụp ảnh rồi đi, chứ ít ai mua sắm thực sự. Doanh thu hiện tại của cửa hàng cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ riêng Lotte Center mà các trung tâm thương mại khác như Aeon Mall hay Vincom Mega khác cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều chủ cửa hàng phải đối mặt với áp lực chi phí thuê mặt bằng cao trong khi doanh thu không bù nổi chi phí. Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 540 chợ truyền thống đang hoạt động và hơn 60 trung tâm thương mại lớn nhỏ. Dù số lượng các chợ vẫn tương đối ổn định, song tình hình mua sắm không mấy khả quan, với lượng khách đến giảm đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Khảo sát nhiều tiểu thương và hệ thống phân phối cho biết, lượng khách hàng đến mua sắm ở chợ và trung tâm thương mại đã giảm từ 20 đến 30%. Thậm chí, mức sụt giảm còn thể hiện rõ rệt hơn trong các ngành hàng không thiết yếu như quần áo và giày dép đến 40 đến 50%. Lý giải nguyên nhân này, một số chuyên gia kinh tế cho biết, trước tiên là tình hình kinh tế sau đại dịch vẫn còn khó khăn và ảnh hưởng của bão Yagi, với giá sinh hoạt tăng cao khiến người dân ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu, làm giảm lượng khách đến các chợ và trung tâm mua sắm. Thêm vào đó, hành vi tiêu dùng thay đổi khi mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, thu hút khách hàng nhờ sự tiện lợi và giá cả cạnh tranh. Tình trạng này càng khiến tiểu thương chật vật duy trì doanh thu trong bối cảnh khuyến mãi liên tục không đủ sức kéo khách hàng quay trở lại. Chị Trang, một bà mẹ 4 con tại Hà Nội, dự định Tết năm nay chỉ mua quần áo mới cho các con, còn hai vợ chồng chị thì chỉ tận dụng lại đồ cũ vì kinh tế gia đình năm nay khó khăn hơn mọi năm. Đáng chú ý, chị Trang chia sẻ đã thay đổi thói quen mua sắm, thường mua quần áo cho gia đình trên mạng vì vừa rẻ lại đỡ tốn công đi lại. Chỉ cần sang khuyến mãi online là có thể mua được đồ với giá rất hợp lý, chị Trang chia sẻ.